Ốc vuốt ở đây, trên đây người ta gọi là ốc cườm nha gia đình. Dạ cảm ơn chị, chúc chị mua may bán đất. Đây có dưa mắm nữa nè, dưa mắm cà, dưa cải rồi gia đình ơi. Dạ sao chị, cái này là dưa gì chị? Dưa môn ha. Dạ cái cọng môn ta làm dưa ha. Dạ dạ rồi cảm ơn chị. Cá đỏ cũ, cá này nậu chả là hết sảy luôn chị. Chợ vắng quá ha, chợ ở đây lớn bán thấy nhiều mà ít người đi chợ chị ha. Dạ dạ chắc năm nay tình hình chung á. Dạ con gái đây bán chè nè, đây là bánh tráng, bánh tráng nướng á gia đình, chè nhìn ngon ha. Đây có tôm nè, cá này cá gì vậy gia đình ơi, em không biết tên cá này. Đây có cá mó nè, cá nào em biết thì em mới nói luôn. Cá nục, cá bả chầu tư ghê luôn gia đình ơi. Bạc má. Ở đây bán hải sản em thấy cũng nhiều. Cho bà khỏi đi bà. Dạ. Đây cá nục, cái nục con này mà kho ngon. Tôm. Chào cả nhà nha, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Đây là huyện Châu Đức này gia đình. Hôm nay em đi lên trên chợ ở Châu Đức xem bà con mình mua bán trên đây như thế nào. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Dạ. Hiện tại bây giờ em đang có mặt tại trung tâm thương mại huyện Châu Đức này gia đình. Huyện Châu Đức này mình nằm ở thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn á gia đình. Đi đường Long Khánh á. Đường này là đi thẳng một đường là đi Long Khánh luôn á gia đình. Bây giờ em mời cô chú anh chị đi với em nha, đi bắt đầu đi vô chợ nha, xem bà con mình ở đây buôn bán như thế nào nha. Đầu tiên mình đi vô là mình thấy hai bên lòng chợ là đầu tiên là em thấy có mấy gian hàng bán quần áo nè gia đình. Phía trong trong kia là hình như là bán đồ ăn với lại chợ cá trong đó đó. Dạ bây giờ là gian hàng đầu tiên, kế tiếp là em thấy là có bán rau củ nè. Tại chợ ở đây cũng lần đầu tiên em tới đây. Chợ ở đây lớn lắm nha gia đình. Qua đây có bán ốc vuốt nữa. Dạ chào cô. Dạ đây có ốc vuốt nè gia đình, để mấy trái ớt lên trên nữa. Có bán bánh bánh chưng rồi nè, bán bún, bán phở. Dạ chào chị. Đây là bán đồ ăn vặt cho mấy chị em, mấy món này phái lắm nè. Xương sao bột lụa nè, bánh con cá đồ gia đình. Đây có bán cái bên có ốc vuốt nè, ốc vuốt này to lắm nha. Ốc vuốt ở đây, trên đây người ta gọi là ốc cườm nha gia đình. Dạ cảm ơn chị, chúc chị mua may bán đất. Đây có dưa mắm nữa nè, dưa mắm cà, dưa cải rồi gia đình ơi. Dạ sao chị,
Cái này là dưa gì chị? Dưa môn. Dưa môn ha. Dưa môn. Dạ. Môn cái cọng môn cộng ha. Môn ta môn làm dưa ha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cái này ăn lại cá kho là chắc ngon. Gừng xào rửa là bắt đầu là xào á. Dạ. Kho với cá gừng đồ đó ngon lắm. Ở đằng sau đây là chợ cá nè phải không chị? Chợ cá Long Mạc. Dạ. Cái đường đó có cái tủ đó là quèo vô. Chợ cá chợ thịt ở trong đó. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Ở đây cô này có bán bánh gì không? Bánh này bánh gì vậy cô? Dạ nhiêu một cái? Một chục cái 40 ngàn. Con mua 5 cái được không? Nha. Được. Bán cho con 5 cái đi. Nhiều quá con ăn không hết. Cái đây đĩa nó có hư đâu. Dạ. Vì cũng bỏ tủ lạnh nha. Bỏ tủ lạnh hả gì? Để ở ở ngoài thôi ha. Ngoài cái đó nhân đậu hay nhân dừa vậy gì? Nhân dừa với đậu phộng. Dạ. Sáng giờ cô bán đỡ không? Bánh kia bánh gì vậy cô? Bánh đúc. Bánh đúc ngọt hay mặn? Mặn. Bánh ăn miền Trung. Dạ, bà loại bánh đúc miền Trung á ha. Dạ, cảm ơn cô. Ở chị đây có bán ốc nữa nè. Quay đi ra. Ốc hến. Quay đưa đi ra. Đây là con hến nữa ha. Tốt quá. Dạ, kênh của con là A Đù Long Hải á. A Đù Long Hải. Dạ. Anh trai có bán phải mì nè, bánh tét nè gia đình. Bánh bò ngon quá ha. Chào em. Gái này đang đổ bánh bông lan nè gia đình. Với lại bánh bánh dừa nữa. Bánh dừa mà đổ bằng khuôn. Bánh bông lan nằm thuốc ở trong nè. Đây là bánh bông lan đây. Cái đó là bánh bông lan ha chị ha. Cái này mình bán nhiêu? Dạ. Ta gọi là bánh thuẫn ha. Nhìn thấy ngon quá. Cái này mình bán nhiêu một cái lên chị? 3.000 một cái. Rồi, để em đi một vòng lắc đến bây giờ em ủng hộ chị nha. Tại em mới vô chợ à. Bên này bán nhiều bánh quá. Đây có bánh tiêu nè. Còn cái bánh này là bánh gì chị? Bánh bò nướng. Bánh bò nướng ha. Dạ. Wow, con này bán chè. Chè đậu trắng, chè đậu dán cũng đầy đủ nè gia đình ơi. Đây là sạp bán cá khô. Chợ ở đây lớn lắm nha gia đình. Em dạo mới bước vô thấy lâm sơm rồi đó. Mấy lúc em chỉ có đi ngang đây thôi nhưng mà em không có vô chợ. Đây là hàng bán trái cây nha gia đình. Phía rẽ dãy bên ngoài là bán kim chỉ móc tay kẹp. Còn bên phía tay phải mình là trong lòng chợ bán thịt bán cá nè gia đình. Giờ em đi vô. Lòng chợ ở đây làm cao gia đình ha. Rộng lớn thoáng. Đây là cái bán chả cá nè. Chả cá thắt lát thôi chứ. Nhìn thấy ngon quá. Đây có cá phèn. Đây cũng là chả cá thắt lát luôn. Đây có tôm nè.
Cá này cá gì vậy gia đình ơi? Em không biết tên cá này. Đây có cá mó nè. Cá nào em biết thì em mới nói luôn. Cá nục. Cá bả chầu tư ghê luôn gia đình ơi. Bạc má. Ở đây bán hải sản em thấy cũng nhiều. Em cho bà. Khỏi đi bà. Dạ. Ở đây cá nục. Cái nục con này mà kho ngon lắm. Tôm. Chợ này bán cũng nhiều loại mặt hàng giống như những cái chợ ở chỗ khác thì gia đình cũng có đầy đủ lắm nha. Ốc, sò rồi. Còn đây cũng có cá rồi nè. Cá mó. Cá sung bông. Dạ chào cô. Cá hố nè. Đúng rồi nè. Cái bóng này bóng nước ngọt ha cô ha. Dạ cảm ơn cô. Cá thác lát bự rồi gia đình. Cá này nào chả là hết sảy luôn á. Cá phèn. Cá nục. Cá ngừ, cá hồi, này là cá nục suông này gia đình, cá này béo lắm mà, cá đối, sáng giờ bán đỡ không chị? À, chợ bữa nay ha, bữa nay chủ nhật mà chợ mình nó vắng vậy hả? Thường thường chợ ở đây mình đông nhất là thứ mấy chị? Thường thường em thấy chợ ở người ta là thứ bảy chủ nhật là đông. Chợ ở đây lớn quá. Dạ đông quá mà chợ này lớn. Dạ. 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 Dạ cảm ơn chị. Thì có mực, có tôm, có ốc ở nhà gia đình, cá đủ ốc, cá hố, dạ chào chị, cá mó nè, cá ngừ, dạ. À, vậy bên đó là cũng bán rau củ luôn, còn phía bên đây là bán thịt. Cá chàm là gia đình. Cá chàm này béo lắm. Cá hố. Hố này là hố đào. Cá ngừ. Đây. Cá đỏ củ. Cá đỏ củ. Cá này nậu chả là hết sảy luôn. Đây là một hàng dọc bên đây là ba cũng bán đồ hải sản luôn gia đình. Là hàng bán thịt. Bên đây là bán chả. Hàng đây bán tôm. Cái dãy ở ngoài đây bán rau củ nữa nè gia đình. Hồi nãy em đi vô là trong cái khu vực ở trong đó là bán cá, thịt. Còn dãy bên đây là cũng bán rau củ, bán cá luôn. Phía bên đây ngoài vỉa hè lòng chợ là có bán cá hải sản qua đây nữa nè.
con mình không có một số mấy chị không có vô trong lòng chợ bán mà bán ở ngoài dưới hè lòng chợ. Và đây có mấy chị này bán cá nè, cá ba chậu, mực. Dạ. Cô này bán ếch lương. Gì chị? Chợ vắng quá ha. Chợ ở đây lớn, bán thấy nhiều mà ít người đi chợ chị ha. Dạ. Dạ, chắc năm nay tình hình chung á. Đây là dạ. Cô này bán rau củ ở ngoài cái bên nhà lồng của chợ đó, gia đình. Dãy phía ngoài của nhà lồng chợ là có bán đồ ăn. Có bán những cái quán bán đồ ăn ăn sáng á, gia đình. Em gái đây bán chè nè. Đây là bánh tráng. Bánh tráng nướng á, gia đình. Chè nhìn ngon ha. Khúc trên đây là bà con mình bán những cái sạp bán đồ khô nè, đường tiêu, tỏi, bột ngọt đồ nè gia đình. Có xe nước mía, đồ ăn sáng cái bên luôn. Đây là phía bên ngoài của nhà lòng chợ. Chợ ở đây thì em thấy rộng lớn lắm á. Các tiểu thương ở đây, bà con ở đây buôn bán rất là đông. Nhưng mà nhìn qua nhìn lại người đi chợ thì nó vắng quá, ít quá. Đây có những gian hàng bán đồ hải sản ở ngoài dưới hè chợ. Bà con mình bán đổ dài lên trên đó luôn gia đình. Cho nên ở trong nhà lòng chợ mấy cái sạp còn trống nhiều lắm. Còn bên đây là phía bên dãy phố của nhà bà con ở. Cá mó, cá phèn, cá rìa. Cái một bên á, một bên trước mặt chợ á, là hồi nãy em vô em có thấy bên trong lòng chợ thì bà con mình bán hải sản cũng có, mà ở ngoài dĩa hè bên đây cũng có bán. Đường đây là đường Hoàng Hoa Thám luôn nha gia đình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Mặt đây là mặt sau lưng chợ lại nè. Wow, bán ổ này gia đình thấy hấp dẫn chưa? Trời ơi, ổ này giống ổ xa lị vậy ta. Ổ này ổ gì vậy chị? Ổ xẻ hả chị? Ổ xẻ nha gia đình. Ổ này ổ ruột đỏ hả? Còn trái này là trái xay nè. Ừ. 40.000 ký nha gia đình. Ở chợ Châu Đức nè. Ổ xẻ nhìn ngon lắm. Đó, em đi giáp danh hết cái chợ Châu Đức bây giờ cho gia đình xem rồi đó. Đây là cuối góc nha. Bên phía bên đây là cuối góc. Giống như hồi nãy cái chị trong chợ chị nói, mấy người trong đó người ta bán đồ, người ta nói là bà con ở đây ít có muốn vô trong lòng chợ bán lắm. Thằng bán qua dĩa hè lòng chợ không à. Đây cũng có mặt cá ngừ nè. Tôm sung bông. Bên phía đằng trước đây cũng có một dãy bà con mình mà bán ở ngoài luôn. Rau củ, hàng thịt, bán gà đồ có luôn. Còn xuống dưới kia là hết cái khu vực chợ nha gia đình.
xuống dưới đó là nó nằm về cái tên đường, đi thẳng xuống là đường Lê Quý Đôn nha gia đình. Còn đây là đi lên thẳng một con đường, đây là đường Hoàng Hoa Thám nè. Bây giờ em đi lên trên cái khúc phía trên này lại. Nãy giờ gia đình mình thấy là bà con mình bán ngoài vỉa hè chợ nhiều không? Ít có vô trong lòng chợ lắm. Ở đây có chị gái này bán bánh gì đây, thấy đẹp lắm. Pha mì nghệ đây gia đình. Đây anh trai này bán cái gì đây? À, chào anh, bán gì anh? Chả cá chiên anh. Chả cá Phước Hải hả? Dạ cảm ơn anh. Xin chào. Rồi chúc anh mua mì bán đất nha. Dạ. Bên đề gì đấy anh? Sao anh? Bên đề gì đấy? A Đù Long Hải. A Đù. A Đù Long Hải. A Đù Long Hải. Trên YouTube. Dạ. Dạ. Em miếng chả cá ngon lắm anh. Dạ chả cá anh này lấy chả cá bên Phước Hải qua đây bán luôn á. Tuyệt vời anh ạ. Dạ. Đây cho em theo với. Dạ được rồi, cảm ơn anh. Rồi. À. Cái này mình bán nhiêu một ký lần anh? Dạ, có 120 thôi mà ngon lắm. Dạ. Ăn được các anh. Chả cá gì anh? Dạ, chả cá thu Long Hải. Chả cá thu ha. Dạ. Rồi, chúc anh mua ngày bán đất. Dạ. Cảm ơn anh. Hello con. Khúc trên đó là bà con mình ôm cái cua đây là hết, có còn bán rồi nha gia đình. Ở cái cua đây thôi, còn khúc trên kia là không có mua bán, chỉ là nhà ở thôi. Còn ở đây là đi vô trong nhà lòng chợ bên phía bên hông tiếp là có bán bánh, trong đây nghe cũng nhiều mà. Bánh chả cá, chả lụa, tàu hủ bún. Đây hàng trái cây này cho nên nhìn bắt mắt quá. Bún sữa đâu nè, mặn, xoài, nhãn, sa ri, mãng cầu, sa bu chê, hồng, bưởi, thanh long, dưa hấu. Tính ra khu vực chợ ở Châu Đức này cái đông gia đình lớn rộng, nhưng mà tiểu thương bán thì đông nhưng mà người đi mua thì ít. Bữa nay chủ nhật mà bà con đi chợ vậy là cũng vắng chứ không có đông. Chị gái này bán bún. Chợ Châu Đức thì dọn dẹp thì đi một vòng nó cũng đã gần hết. Phía trong đó hồi nãy em cứ đi vô là bán cá với là thịt trong đó đó gia đình. Hồi nãy có nói là tao đây ủng hộ chị gái này bánh bông lan mà. Một bịch vậy là nhiêu chị? 25 giờ lấy cho em một bịch. Hồi nãy em có hứa em bánh bông lan chị á. Cái này bánh mới luôn hả chị ha? Rồi. Dạ. Còn nãy cái bánh gì này chị nói là hết luôn ha. Mình buổi sáng là mấy giờ mình dọn ra bán vậy chị? 5 giờ. Dạ. Dạ em ở Long Hải. Dạ. Rồi chúc chị mua may bán đất nha.
bán đồ cũng phong phú lắm, cũng nhiều lắm. Đó, em ra qua đây lại là hết khu vực chợ, nằm bên hông chợ lại là đường Lê Lợi rồi gia đình. Nói chung là bà con mình ở đây là một số là bán ở trong lòng chợ, còn một số là giao qua dĩa hè bán. Tại vì nghe mấy chị nãy trong lòng chợ, mấy chị nói là trong lòng chợ bán nhưng mà nó ngọt hay là làm sao á, thành ra mấy chị không có thích bán ở trong đó, cứ tập trung ở ngoài dĩa hè thôi. Đó, vậy là hết cái khu vực chợ rồi gia đình đó. Rồi em video cũng khá dài và khu vực chợ đây em cũng đã đi hết rồi. Em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị biết là khu vực ở chợ Châu Đức mình mua bán bà con sinh hoạt như thế nào cho gia đình mình biết qua. Đây là có chị này bán đồ ăn ngọt nhìn cũng ngon. Dạ em chào chị. Bánh này bánh gì chị? Bánh này bánh giò, bánh nướng bánh giò. Đây là bánh ú lá cho hả? Dạ, bánh ú lá cho. Nhiều một cái chị? 5 ngàn. Chị bán cho em 4 cái đi. 4 cái hả? Dạ, còn bánh này bánh gì chị? À, bánh này bánh bao kim sa, 5 ngàn một cái anh. À, còn đây là mắm ha? Đây là mắm chân phải không? Dạ, bánh chân, mắm chân. Mắm chân hả? Dạ. Đây là bánh chân nè. Bánh đòn. Cơm cuộn sushi nè. Bánh bò lá dứa nè. Bánh bông lan, bánh kẹp, bánh da lợn. Chè bánh lọt, xiên xăm, su sáo. Quá trời ngon luôn. Dạ, chúc chị mua mè bán đắt nha. Cảm ơn chị. Sáng mấy giờ mình dọn hàng chị? 5 giờ là có. Dạ. Là sáng người ta bán dưới hè ở đây hả? Dạ. Cái tiệm cô Phượng là của chị hả? Đây, cô Phượng đây. Thương hiệu của cô. Lưu ý tại đây không bán các loại bánh cũ nha, tặng bánh mới không đó, bánh truyền thống gia đình đó. Đây cô Phượng ở đây rồi, cảm ơn cô. Gia đình mình có dịp nào đi nha chợ Châu Đức ghé ủng hộ cô nha. Đó, cô bác mình ở đây là bán thực khấm vậy nè gia đình. Rồi em đi hết một vòng chợ rồi, em xin phép cô chú anh chị em kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Bye bye gia đình nha.